Chào bạn, mình là Hưng. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là học lập trình Python cơ bản thông qua cái công cụ Colab của Google. Đấy. Thì giới thiệu qua một chút nhé. Đấy thì như các bạn đã thấy thì đây là một cái app để hướng dẫn các bạn học các cái ngôn ngữ lập trình. Đấy, trong đó có Python, C cộng cộng, C thăng, Java, .NET, JavaScript, rất nhiều các ngôn ngữ. Đấy, rất nhiều các ngôn ngữ. Đó. Thì cái link tải cái app này mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Thì bài hôm nay của mình sẽ là bài số 11. Bài số 13. Đấy, đó chính là phần nhập xuất dữ liệu cơ bản trong Python. Ok, mình sẽ thêm một đoạn văn bản. Bài 13. Ôi chết rồi, cách nhiều quá. Nhập xuất dữ liệu cơ bản trong Python. Python chữ P với thoa cho đẹp. Đó. Rồi. Thì cái phần nhập xuất dữ liệu cơ bản trong Python này thì nó đơn giản thôi, nó đầu tiên mình sẽ thêm ở chết không phải thêm một đoạn văn bản, để thêm một đoạn mã nó. Thì ở trong Python ấy, trong Python thì cái phần nhập xuất dữ liệu, nhập dữ liệu vào ấy, thì các bạn sẽ sử dụng một cái hàm của Python, đó chính là hàm input. Đó, đây là phần sẽ là phần sorry mình quen code Java, thi thoảng comment mình vẫn đánh là sục sục. Ok, sorry các bạn. Thì cái comment trong Python thì các bạn có thể xem lại những cái video trước của mình có giải thích về cái comment ở trong Python. Đấy, thì comment trong Python sẽ bắt đầu là dấu thăng. Đấy, nhập dữ liệu. Đấy, nhập dữ liệu ạ. Đấy, thì ở đây mình sẽ khai báo một biến lên chẳng hạn. Lên, đấy. Bằng. Đấy. Input đó, input rồi sau đấy xong thì mình sẽ print t, mình sẽ hiện cái biến name ra đấy, hiện cái biến name ra rồi sau đó bấm run, mình sẽ bấm run rồi. Thế bây giờ ví dụ tên mình là Hưng chẳng hạn, rồi mình nhấn enter đấy thì ngay tức nó sẽ hiển thị ra cái, nó print luôn ra cái biến Hưng của mình đó, cái tên của mình đó. Thì nếu như mà mình chạy đây nên là ở video trước, những video trước mình có hướng dẫn các bạn ấy là ví dụ như kiểu muốn hiển thị ra một số ấy, hay là thì mình vẫn phải chuyển cái kiểu số đấy về chuỗi đúng không, đấy chuyển kiểu số đấy về chuỗi, thế là ví dụ xong mới hiển thị ra được. Thì ví dụ ở đây mình sẽ hiển thị ra số 15 chẳng hạn, à không phải hiển thị, không phải chứ không phải hiển thị mà muốn cộng cộng vào một chuỗi đấy, mình nhấn enter đấy thì vẫn ra, ví dụ nó vẫn ra số 15, nhưng ở đây nếu như mà mình cộng thêm một chuỗi à, như này đấy, lên y sở đấy, mình bấm run thì sao, đây mình nhập vào một số chẳng hạn đấy, đấy nó chương trình không hề báo lỗi đấy. Tại sao như vậy? Đơn giản thôi, bởi vì là trong cái thằng xi thăng ấy thì khi bạn nhập dữ liệu đầu vào ấy, thì cái dữ liệu của bạn ấy nó sẽ luôn luôn quy định là cái thằng kiểu dữ liệu là chuỗi, nó là thằng str đấy. Ví dụ như ở đây mình sẽ hiển thị ra cái type cái kiểu cái dữ liệu của cái biến mình vừa nhập vào ạ. Đấy, type đấy. Rồi mình bấm run. Mà nếu đây mình nhập là một con số. Ồ, type. À, sorry. Cái kiểu dữ liệu không không kiểu dữ liệu thì phải xóa thằng này đi. Đó, ok. Mình bấm run lại này. Đây mình nhập vào một số chẳng hạn. Đó, thì ngay tức nó hiển thị ở đây là cái class là str, nó chính là kiểu chuỗi, thì là nó quy định cái 65 này nó không phải là con số nữa mà nó là một cái chuỗi. Đó. Thì đấy là cái về phần nhập cái dữ liệu cơ bản nhất ở trong Python. Đó.
thì từ từ các bạn sẽ học nâng cao hơn. Rồi, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chào các bạn.